Đốt cháy hoàn toàn 10 gram hỗn hợp gồm có axit acetic là số 1, methyl formate là 2, anhydride formic là 3, glycerol là 4. Phản ứng thì chúng ta thu được CO2 và nước để rồi chúng ta là tính phần trăm khối lượng của glycerol trong hỗn hợp. Như vậy trong trường hợp này người ta cho chúng ta 4 chất mà người ta hỏi riêng chất thứ tư. Do đó nhiệm vụ của bạn là sẽ cố gắng biến đổi 3 chất đầu tiên 1, 2, 3 về một chất. Kết hợp với glycerol nữa là hai chất, được chưa? Và cái đó bài toán chúng ta sẽ có hai dữ kiện hai ẩn là bình thường. Rồi, muốn làm điều đó thì chúng ta sẽ có như thế này. Axit acetic là CH3COOH. Cái thứ hai của mình đó là methyl formate. Formate là HCOO, methyl CH3. Cái thứ ba là anhydride formic, H chó. Với chất thứ tư glycerol chúng ta là C3H8O3 hoặc là C3H5OH, tất cả ba cũng được tùy. Như vậy mình nhìn thấy như thế này, hai chất đầu tiên chúng ta là có cùng công thức phân tử đều là C2H4O2, chất này mình gom lại thì nó là CH2O. Để ý là cái thằng đây, thằng trên nó gấp đôi thằng dưới, như vậy thằng này sẽ bằng 2 phần CH2O. Được chưa? Như vậy bài này mình sẽ dồn chất, mình sẽ quy đổi nó về hai chất thôi, 1 và 2. Cái đó bài toán là bình thường. Ở đây người ta hỏi mg thôi, như vậy đặt đây, ít đặt đi. Chúng ta không liên quan tới oxy, bỏ oxy qua, tạo thành CO2 cộng cho nước. Nếu mà bạn bảo toàn lâu quá thì bạn ghi phương trình các bạn cho nhanh. 3C 4 nước. Đặt đây ít, ít 3Y CO2 và 4Y H2O. Số mol thằng này bao nhiêu và số mol nước bao nhiêu? Sau khi em tìm được ở đây thì chắc chắn em sẽ tìm được M. CO2 là mình tính là 0,75 này. Nước là 0.9 này. 0,3 này. Vậy hệ x bằng 0,3. Y bằng 0,15. Rồi. Ở đây em sẽ tính được khối lượng của M đã, sau đó mới tính phần trăm khối lượng của glycerol. Đây đây. Hai này cộng lại hay là tính rồi tùy bạn. Đây 13,8 gram dưới này. Dưới này cũng 13,8 gram luôn, đúng không em? Như vậy một cái gì đó sai sai rồi ta, đúng không vậy? Ủa, khối lượng bây giờ bằng bao nhiêu? Hình như mình ghi sai đúng không ta? Đây này, chỗ này là ô thôi này. Mình nãy mình kêu O2 hàng gì, mình tính ra hai thằng khớp nhau nếu vậy là 50 rồi. Đây là 9 gram em. Cái đó em lấy 10% khối lượng của glycerol. Lấy 13,8 chia tổng 9 cộng 13,8 nhân 100. Số 10,52. Đây câu B. Đúng ở đây là câu B. Thế thôi. Và câu này theo thầy đánh giá thì nó không khó. Cái khó đây là chúng ta phải hiểu đề. Nó đang hỏi chung hay riêng. Nếu mà nó hỏi riêng thì chúng ta giải hệ.
Vậy mà người ta hỏi glycerol thì giữ glycerol lại. Ba thằng kia cố gắng biến đổi. Được chưa? Ba thằng kia cố gắng biến đổi. Đó là gì? Đó là bằng cách chúng ta dồn ba chất 1, 2, 3 về một chất duy nhất. Đó là CH2O. Thế thôi.